Ở phóng sự trước, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn đã chỉ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tiến trong việc khai thác vượt thời gian, mốc giới, dùng tàu hút để khai thác cát trên dòng sông Ba, tỉnh Phú Yên. Trong phóng sự này, truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục làm rõ việc các xe chuyên chở cát có dấu hiệu quá khổ quá tải, hoạt động ra sao khi đi qua trạm cân của doanh nghiệp Tân Tín. Khối lượng cát xuất bán ra ngoài của doanh nghiệp này có được kiểm kê, khai báo, đóng thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperia Smart City, thịnh vượng Lip Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Big Group. Theo ghi nhận thực tế, việc khai thác cát của doanh nghiệp Tân Tín chỉ khoảng 6 phút thì chiếc máy đào sẽ múc đầy cát lên chiếc xe tải 8 tấn, tức là 8 mét khối, chưa kể việc quá thành thùng. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản nhất cũng có thể tính được số lượng cát một ngày doanh nghiệp Tân Tín xuất bán từ mỏ khai thác này. Một giờ đồng hồ, máy đào sẽ múc đầy cát lên 10 xe 8 mét khối bằng 80 mét khối cát. Một ngày hoạt động 8 tiếng thì doanh nghiệp Tân Tín đã bán ra được 640 mét khối cát, chưa kể việc khai thác ngoài giờ. Tìm hiểu được biết, giá bán ra trung bình mỗi khối cát tại tỉnh Phú Yên là 120.000 đồng. Theo đó, tính được, mỗi ngày doanh nghiệp Tân Tín sẽ thu được khoảng gần 80 triệu đồng. Một tháng là gần 2,5 tỷ đồng từ việc xuất bán cát ra thị trường. Dấu hiệu của việc khai thác quá trữ lượng đến đây đã rõ, nhưng việc xuất bán cát tại doanh nghiệp Tân Tín có đảm bảo đúng quy định? Để tìm hiểu câu trả lời cho vấn đề này, nhóm phóng viên tiếp tục ghi nhận việc xuất bán cát của doanh nghiệp Tân Tín. Sau khi ăn no cát, các xe tải bắt đầu băng một con đường được doanh nghiệp này mở ven bờ sông Ba khoảng 1 km để tới trạm cân của doanh nghiệp Tân Tín. Các xe y ạch nối đuôi nhau vượt dốc từ dưới sông lên trạm cân. Ngay đỉnh dốc là trạm cân, nhưng bất ngờ tới trạm cân thì các xe này không hề dừng lại lấy phiếu mà vô tư đi qua đây. Từ đó, xuất bán cát khắp các công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đến đây thì dư luận bất ngờ đặt ra câu hỏi, việc kiểm kê, khai báo, đóng thuế theo quy định của pháp luật sẽ được thực hiện như thế nào? Các cơ quan chức năng liên quan của thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên sẽ xử lý dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Tiến như thế nào? Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.